Vâng, âm thanh nữ hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip tiếp theo, clip thứ 3 trong ngày 13 tháng 5 năm 2020. Vâng, tiếp theo thì cửa hàng xin test một chiếc quạt đến từ đất nước Mỹ. Chiếc quạt có sải cánh 40. Vâng, chiếc quạt này thì cũng rất là hiếm có trên thị trường và là những sản phẩm rất là gấu, rất cổ, được cửa hàng lựa chọn và sưu tầm để phục vụ theo nhu cầu của quý khách hàng. Và ngày hôm qua cửa hàng có về được 5 chiếc quạt, trong đó có duy nhất một chiếc quạt GE có sải cánh 35, xin lỗi, có sải cánh 40. Vâng, hôm trước thì cửa hàng cũng đã về được 2 chiếc có sải cánh 40, được những vị khách hàng đã chốt đơn rất là nhanh. Và ngay tại thời điểm này thì cửa hàng có 5 chiếc mới về trong buổi tối ngày hôm qua, thì đã có 2 chiếc có chủ, một chiếc bầu gấc và một chiếc quạt có sải cánh 40 đến từ đất nước Mỹ. Chiếc này thì đã được vị khách hàng đến từ Tuyên Quang, anh đã liên hệ để đặt hàng. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất nhiều những khách hàng đang quan tâm đến những chiếc quạt bên cửa hàng cung cấp. Vâng, điển hình nhất là những chiếc quạt có sải cánh 40 rất gấu như vậy thì đã được vị khách hàng nhanh tay nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, anh đã chốt được sản phẩm mà mình yêu thích. Vâng, giá trị của sản phẩm thì những chiếc 40 hôm trước mới về thì có giá là trên 20 triệu. Nhưng đối với duy nhất chiếc này có trọng lượng rất là nặng, 15kg cho một chiếc quạt có sải cánh 40. Và giá của sản phẩm thì rất là cao luôn, trên 40 triệu cho chiếc quạt như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Vâng, những chiếc quạt bầu gốc thì giá trị cũng rất là cao, có giá là dưới 43 triệu. Nhưng duy nhất chiếc này thì có giá trên 40 triệu, dưới 46 triệu. Vâng, cửa hàng xin gửi anh Trần Xuân Hảo, anh có địa chỉ số nhà 16, tổ 3, phường Ỷ Nan, thành phố Tuyên Quang. Anh lựa chọn một chiếc quạt GE cánh 40 của Mỹ, chiếc quạt cực gấu và hiếm có luôn. Vâng, theo như thông báo hàng về của buổi tối ngày hôm qua thì cửa hàng cũng không nhấn mạnh với chiếc quạt này, bởi vì sản phẩm này chắc hẳn kiếm được chiếc thứ hai hơi bị khó được chiếc đẹp như vậy. Vâng, động cơ của sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể nhìn qua một thước phim nhỏ, cùng với cửa hàng sẽ quay chi tiết và test thử cho khách hàng. Vâng, chiếc quạt này thì có 5 tốc độ để chuyển gió, thì cửa hàng cũng xin test và thông báo cho khách hàng luôn. Đây là được sử dụng điện 100V đến từ USA, đất nước Mỹ, đều có tem bên trên nhé, đều có tem bên trên. Vâng, chiếc quạt này thì chắc chắn quý vị và các bạn có thể trưng bày đã rất là chất lượng rồi. Sử dụng thì với quý khách hàng, tất cả bên cửa hàng cung cấp những sản phẩm đều sử dụng được hết. Nhưng đây là những sản phẩm sưu tầm để trưng bày chủ yếu tại không gian của quý khách hàng. Quý khách hàng có thể nhìn thấy bộ râu của sản phẩm này đẹp từ tất cả những con ốc vẫn còn sáng choang luôn. Vâng, một chiếc quạt được cửa hàng lựa chọn và cho về với cửa hàng. Những chiếc quạt mà có trọng lượng nặng như vậy thì cước cũng rất là cao. Vâng, và cửa hàng xin thông báo cho anh Trần Xuân Hảo nhé, số của sản phẩm thì được vặn ở nút đây, nhưng tất cả là vặn xuôi theo kim đồng hồ nha anh nhé, xuôi theo kim đồng hồ, anh muốn tắt đi cũng vẫn phải vặn xuôi hết về kim đồng hồ. Vâng, cửa hàng sẽ test thử cho khách hàng cùng với cửa hàng âm thanh nữ hạnh được biết chiếc quạt này. Gió thì cách 15m vẫn mát cực kỳ luôn. Tất cả vặn theo kim đồng hồ như vậy này. Một này, anh muốn tắt sản phẩm này thì cũng vẫn phải về hết số 6 nhé. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Vâng, về đến kêu tách số 6 thì là quạt sẽ dừng. Nhưng khi chúng ta vặn thì vẫn phải vặn xuôi theo kim đồng hồ. Vâng, đây.
rất là mát luôn. Vâng, quý vị và các bạn nghe tiếng cắt gió của sản phẩm không hề ù, không hề ù to. Tuy là cánh 40, gió rất mát, ngồi xa 15m vẫn có thể được tận hưởng. Với tốc độ gió của chiếc quạt GE đến từ đất nước Mỹ. Vâng, đây cửa hàng mới bật lớp thứ 2 thôi nhé. Mới bật lớp thứ 2 thôi. Vâng, vậy cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết chiếc quạt GE của Mỹ, một chiếc quạt cực gấu và rất hiếm có trên thị trường. Ngày hôm nay thì về với cửa hàng chưa đầy 10 tiếng đồng hồ thì buổi sáng sớm của ngày hôm nay sản phẩm chính thức đã được nhận chủ mới. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành vị khách hàng. Anh cũng đã theo dõi và mua sắm rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trên 63 tỉnh thành có niềm đam mê âm nhạc, thích sưu tầm những sản phẩm cổ bên cửa hàng cung cấp. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời chúc tất cả quý khách hàng có một tuần mới và ngày nghỉ ý nghĩa hơn. Vâng, theo nhu cầu của khách hàng thì cửa hàng vẫn luôn cung cấp những sản phẩm cổ để phục vụ quý vị và các bạn trưng bày tại phòng khách của mình. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.